Trọng tài đá cho Hiên Trang ơi. Dẫn bạn đá đấm luôn. Tay tay, thêm tay thẳng vào. Tay đấm nó phải trên chân. Quyết tâm lên nào. Trang ơi đá này. Mày lại dẫn bạn nó đá luôn. Chân này không phải đá nhanh không? Tốt, đúng rồi, trao chân lên chút nữa. Chân phải đâu, chân phải đâu, không chạy nhiều, đi vào. Tốt, hai chân, phải trái đi cùng. Tốt, chân nào mạnh lên nào. Đá sâu chân chút nữa. Đá này đi gần nữa, đá chúng ta lên. Đá, chân phải, tốt, đúng rồi, đá tiếp, không dừng. Đi vào gần, Trang đi vào gần. Đi gần đá. Gần được. Đi gần lại cô. Đi vào. Đi vào, đi vào. Đi gần lại kèo. Đá. Trang đá mạnh lên. Chân phải đâu, chân phải đâu. Đi gần vào cái dạ, không sao. Vào nhanh, tốt, đúng rồi. Tiếp tục. Tốt, đá cái nữa, cứ đá đấm thẳng vào đấy như này. Đá trái vào hả, anh đi đâu vào. Chân phải, chân phải, chân phải. Chân phải để sau đây chứ. Tiếp theo bằng sức xét tổ chức thi đấu ở bảng D, hạ cân 24-26kg, Dương Hai Thương viên Đinh Gia Bảo, đơn vị viên Quý Đức, gác đại đỏ, gặp Nguyễn Bảo Nam, đơn vị viên Quý Đức 1, gác đại xanh, hai vận động viên chuẩn bị. Trang ơi, siêu rồi, Trang, nhanh chân phải. Quỷ dưới nó mới xích. Lên tay, chân, đúng rồi. Làm lại, làm lại. Nhanh chân, nhanh chân. Đi vào vào, đá lên tay. Quý vị và các bạn đang theo dõi trận thi đấu số 29 ở bảng B, hạ cân 22-24kg nữ, giữa hai vận động viên Phạm Thị Ngọc Bích, đơn vị huyện Mỹ Đức 1, góc đại đỏ, gặp Phạm Thị Thảo Trang, đơn vị Ứng Hòa, góc đại xanh. Hai vận động viên đang tranh huy chương vàng ở hạ cân 22-24kg. Chân đâu, chân đâu, nhanh nhanh vào cái đá luôn này, nhanh nhanh chuẩn bị đá luôn nào. Đá cao chân lên kia nữa, rồi rất tốt, tiếp tục đi vào. Tay em chọc thẳng ra, tay dài hơn. Tốt. Nhấm gì? Đá đúng thẳng cái chân ra. Nguyễn Gia Bảo thắng Trung Quốc giành huy chương vàng. Nội dung 22-23kg nữ. Vận động viên Phạm Thị Ngọc Bích giành huy chương vàng.